Xin kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc sách của Lê Hoàng Hải. Hôm nay Hải làm video này để gửi đến toàn thể quý khán thính giả của Lê Hoàng Hải trên kênh YouTube cũng như Facebook và mới gần đây là kênh TikTok cái lời cảm ơn chân thành trong suốt một năm qua đã theo dõi kênh của Lê Hoàng Hải và ủng hộ trong tất cả mọi video của Hải. Thì Hải muốn làm video này để chúc quý vị một năm Giáp Thìn có nhiều hạnh phúc, may mắn và bình an. Bình an trong đời sống và bình an trong tâm hồn. Chúng ta đã đi cùng với nhau qua tất cả mọi giai đoạn của giáo pháp. Và đặc biệt gần đây, chúng ta đã đi qua những cái trước tác đặc biệt của Ni Sư Chí Hải. Và như tất cả quý vị cũng đã thấy, cái trí tuệ của Ni Sư Chí Hải đã trải rộng trên tất cả các thừa. Tiểu thừa Hinayana, Đại thừa Mahayana và Kim Cương thừa Vajrayana. Việc học tập và nghiên cứu những trước tác, kể cả dịch thuật cũng như những sáng tác tự thân của Ni Sư Chí Hải cũng sẽ khiến chúng ta rút ngắn được cái khoảng cách để chúng ta đạt được đến cái bước giác ngộ một cách nhanh chóng. Thì trước cái video này, Hải đã up toàn bộ cái audio đọc sách của cái audio production Diệu Pháp Âm, đã đọc lại toàn bộ cái trước tác khổng lồ của Ni Sư Chí Hải dịch thuật, đó là cuốn Thanh Tịnh Đạo. Và Hải cũng thật là may mắn bởi vì Hải đã tìm ra được cái audio của đọc cái bộ Giải thoát trong lòng tay của Ngài Pabongka Rinpoche mà Ni Sư Chí Hải đã dành trọn 20 năm ra để dịch thuật. Hôm trước thì có một người đạo hữu của Hải ở trong lớp triết học Phật giáo CDG, anh có nói rằng là anh muốn nghe Hải đọc cuốn đó hơn. Nhưng mà thực tình với quý vị là cái trước tác đó nó quá nhiều và quá dài. Hải sợ rằng là mình không đủ sức để đọc hết cái trước tác đó. Thì Hải cũng mong là quý vị thông cảm để nghe cái audio về những cuốn sách nói đó mà của những cái tác giả trước, của những người đã đọc audio trước, họ đã làm từ trước rồi. Thì bây giờ Hải chỉ xin phép là được up lên trên kênh của Hải mà thôi. Thì đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, Hải muốn thông báo với quý vị có một số những cái thay đổi nho nhỏ trong cái nội dung mà trên kênh YouTube của Hải. Đó là Hải sẽ đọc cái cuốn sau khi Hải đã đọc hết tất cả những trước tác của Ni Sư Chí Hải cũng như Ni Sư Như Thủy. Thì Hải xin phép quý vị được đọc một cái cuốn sách. Cái cuốn sách này nó là một kỷ niệm rất là đặc biệt với Hải. Hải được tặng nó năm Hải 16 tuổi và là một người yêu đầu đời của Hải đã tặng Hải. Hải khác với những người khác, đối với tất cả những người đi qua cuộc đời của mình dù không nhiều nhưng cũng đều đem tặng những cái vườn hoa đẹp đẽ cho cuộc đời của Hải. Và Hải luôn tự hào vì những cái điều may mắn, những cái điều tốt lành, những cái điều đẹp đẽ đều đến từ những người tình của mình. Và đây là một minh chứng cho điều đó. Hải đã giữ quyển sách này hơn 16 năm nay. Và quyển sách này có tựa đề là Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 của tác giả là giáo sư Lê Cung, một trong những cái nhà sử học nổi tiếng của Việt Nam. Nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế năm 2003. Toàn bộ quyển sách này đã bóc trần tội ác của đám linh mục công giáo và Vatican gây hại cho riêng Phật giáo nói riêng và toàn thể nước Việt Nam nói chung. Toàn bộ những dữ liệu lịch sử nằm trong này. Và sau khi up cái này xong, Hải sẽ up những bài phóng sự nói lên cái tội ác của Vatican. Tại sao Hải lại làm thế? Bởi vì để cho quý vị hiểu một điều rằng khi chúng ta nhìn vào cái lịch sử phát triển của các tôn giáo và chúng ta nhìn vào cái giáo lý của mỗi tôn giáo, chúng ta sẽ cảm thấy rằng để trở thành một người Phật tử thì đấy là điều tuyệt vời nhất. Chúng ta phải là những người có vô cái phước báo rất là lớn thì chúng ta mới có thể trở thành một người Phật tử. Chúng ta sẽ trân quý cái tôn giáo, chúng ta sẽ trân quý những cái phúc lành mà chúng ta được nhận từ giáo lý của Đức Phật. Bởi vì không đơn giản để trở thành một người đệ tử Phật. Chúng ta biết đạo của Đức Phật, nếu như gọi là đạo thì thật là oan cho Đức Phật. Bởi vì tôn giáo của Đức Phật được hình thành nên một hệ thống triết học và luân lý rất là sâu xa. Để học nó không phải ai cũng là người có thể học được. Đấy chính là lý do vì sao khi chúng ta nhìn vào lịch sử phát triển của các tôn giáo khác thì chúng ta sẽ thấy trân quý hơn cái truyền thống tâm linh vĩ đại của Đức Phật đã kéo dài hơn 2.500 năm qua. Thì đây là một minh chứng cho cái điều đó. Và Hải sẽ đọc cái này sau khi
Hải đọc hết những trước tác của Ni Sư Chí Hải và Ni Sư Như Thủy thì Hải cũng không dài dòng nữa. Thực ra Hải không muốn làm nặng nề thêm tất cả mọi cái hoạt động của mình trên kênh này, nhưng mà dù sao Hải cũng muốn chia sẻ những cái bước tiếp theo trên cái hoạt động của mình ở trên các nền tảng. Thì Hải xin dứt lời và xin tặng quý vị một bài thơ mà Hải đã yêu mến trong biết bao nhiêu năm qua của Ni Sư Như Thủy mỗi khi Tết đến. Hải xin phép đọc một cái đoạn ngắn của bài thơ đó ra đây. Trước Tết mai là hoa, sau Tết mai là củi, trước bao nhiêu nâng niu, sau bấy nhiêu hắt hủi, nâng niu mai không mừng, hắt hủi mai không tủi, nghìn trước lẫn nghìn sau, bóng trăng ánh lòng suối. Hải có nhớ cái bài thơ này, Hải biết từ năm Hải khoảng là 20 tuổi, khi mà Hải nghe những cái bài pháp thoại của Ni Sư Như Thủy. Đó là cái giai đoạn mà Hải đang học, bắt đầu chuẩn bị đi du học ở Ấn Độ. Và năm nào cứ mỗi khi Tết đến thì Hải lại nhớ đến cái bài thơ này, như là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta về bản chất vô thường của mọi sự. Và trước khi dứt lời thì Hải xin chúc quý vị một năm mới bình an. Bình an trong đời sống và bình an trong tâm hồn. Hải xin cảm ơn và kính chào quý vị.